Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm IELTS để dựng phối cảnh của một lớp học mầm non như thế này. Trước tiên thì chúng ta phải vào phần mềm IELTS. Sau đó vẽ lên cái khung nhà trước. Các bạn nhập kích thước lần lượt là 8400 và 8800. Đây là phần diện tích của cái lớp học chúng ta sẽ dựng phối cảnh. Ngoài ra ở đây thì chúng ta vẽ thêm một phần tường bao ở phía bên ngoài để tạo hành lang cho lớp học. Để thoát lệnh thì các bạn bấm chuột phải. Sau đó thì ta chỉnh lại cái chiều cao của các cái khoảng tường lên là 38. Tiếp đến thì tôi sẽ thêm các cái phần cửa sổ và cửa ra vào cho lớp học này. Chúng ta vào phần thư viện, chọn Window. Ta đến trang thứ tư. Tôi kéo cái cửa sổ này vào. Điều chỉnh lại kích thước của nó sẽ là 36. Chiều cao là 2m. Đây là 800. Tiếp đến thì tôi để cái phần cửa sổ ra chính giữa. Tiếp tục đến phần cửa ra vào. ID của cái cửa ra vào thì tôi sẽ nhập vào đây là 277-48620. Được rồi thì ta kéo cửa vào rồi xoay đổi chiều lại. Điều chỉnh kích thước của nó là 5000 và 3000. Để ra chính giữa. Cơ bản thì ta được cái phần tường xây như vậy. Sau đó thì tôi sẽ xếp cái phòng học này lại. Cái file này lại. Tên của nó sẽ là thiết kế phòng học. Tôi đặt cho nó một cái cam để tí nữa ta lưu cái snapshot lại, khi vẽ thì nó dễ hơn. Tiếp đến thì tôi sẽ thiết kế cái phần trần cho cái phòng học này. Ta vào phần custom ceiling. Ta tích đúc vào phần trần trên. Sau đó thì tôi vẽ em cái rectangle. Ta dùng phím tắt là phím T hai lần để nó ra cái phần điều chỉnh kích thước của phần giật gấp. Cách mà mỗi bên là 800. Sau đó thì tôi sẽ vào phần chamfer để tạo cái độ vát cho phần giật gấp. Để kích thước của nó là 500. Tăng cái này lên để cho nó mượt hơn. Chiều cao của cái phần giật này sẽ là phần ngoài là 250, phần ngoài sẽ là 80. Return để kiểm tra. Như các bạn thấy thì nó đã có cái độ giật gấp của nó rồi. Ngoài ra để thêm đèn cho cái phần chân này thì các bạn tích chọn vào biểu tượng này rồi điều chỉnh lại kích thước của cái phần dấu đen đi.
Python. Như các bạn thấy thì nó đã có cái phần đèn của chúng ta rồi. Ngoài ra ở phần giữa này nó còn có một cái hình đa giác vào. Để thêm cái phần này vào thì tôi đã vẽ két trước. Bây giờ thì ta chỉ việc import vào. Ta chuột phải này, chọn như này. Ta để cái phần ở phía trong, chiều cao cái độ dày của nó chỉ là 20 để tạo cái độ giật cấp. Tiếp đến ở đây thì tôi sẽ thêm các cái nét để trang trí cho cái phần trần này. Các bạn tìm là DG04, sau đó thì kéo thả vào. Điều chỉnh lại kích thước của nó là 10 và 60. Return để kiểm tra thì như các bạn thấy ta đã được cái phần pháo như vậy. Tiếp tục đến cái phần phía trong, nó cũng có một cái độ giật cấp riêng của nó. Tôi lại import từ file két vào, làm tương tự như lúc nãy. Các bạn bấm T để chuyển sang lệnh xoay, sau đó T tiếp hai lần để chuyển sang phần điều chỉnh vị trí. Tôi để cái phần này nhô lên là 100. Tôi thêm đèn trước cho cái phần giật cấp này. Tương tự ta cũng điều chỉnh cái kích thước của nó. Ta làm lại. Tôi để độ dày của nó là 400. Tôi chọn thêm đèn, điều chỉnh các cái phần dấu đèn. Ngoài ra ở đây thì tôi cũng thêm các cái nẹp chắn ở phía trong, đang kéo thả vào. Độ dày của cái này là 10, chiều cao là 140. Return để kiểm tra. Cơ bản thì tôi được cái phần trần của lớp học. Ngoài ra ở cái phần dưới này thì nó có các cái bục, cũng có các cái dạng bậc thang. Tương tự thì tôi cũng import file két vào, ta tích đúc vào phần sàn, rồi để cái này độ dày của nó nhập vào đây là -2, sau đó thì chuột phải cũng import cái file két lúc nãy vào. Ta để vị trí của cái này về là 0.
độ dày của phần này sẽ là 400. Rồi ta copy ra. Tiếp tục các cái bậc này thì tôi cũng tạo cho nó có phần đen, cũng có các cái phao để chặt. Ta kéo cái thành chấn vào, điều chỉnh kích thước của nó. Tương tự cái bậc kia cũng vậy. Return để kiểm tra. Tiếp tục đến cái phần cửa sổ này. Như bạn thấy thì ở phần trước cửa sổ nó có dạng cái máy vát như này. Tiếp tục ta vào phần ceiling, tích lúc phần tường. Sau đó các bạn vẽ một cái rectangle. Các bạn nhập kích thước của nó. Nhập kích thước của nó sẽ là 3600 và 2600. Cách đều mỗi bên là 2,4 m. Cái trần là 400. Sau khi được như này rồi thì các bạn tích chọn biểu tượng này để nó tạo ra các cái khung lưới, nhập lần lượt là 200 và 300. Tiếp đến các bạn vẽ một cái đường line. Bắt vào các cái điểm mà cái khung lưới nó định vị ra để tạo cái phần máy vặn. Sau đó chuột phải để thoát lệnh. Ta vẽ xong rồi thì tắt cái khung lưới đi. Sau đó thì ta offset cái hình hình cái vát này vào là 20. Trước tiên thì tôi phải chỉnh chiều cao lên là 600. Cái này cũng là 600. Bây giờ thì tôi mới tiến hành offset vào là 20. Rồi để cái phần ở phía trong là 1. Tiếp đến thì ta lại vẽ thêm cái rectangle nữa.
tôi phải điều chỉnh cái phần cửa này. Ta tiếp tục vào phần ceiling. Tôi sẽ kéo một số cái tấm gỗ vào đây. Ta để kích thước của nó sẽ là 400-600. Sau đó mới sau đó thì điều chỉnh vật liệu của nó xong. Bây giờ thì tôi copy các cái tấm đi ra. Tiếp tục thì tôi sẽ chuyển qua làm cái phần cột cộng với giá sách ở chính giữa cái phòng. Để tạo được cái phần cột này thì ta vào phần free model, chọn cái lớp học rồi ok. Trước tiên thì tôi thêm cái đường định vị của nó vào, kích thước là 2400 à, để tôi vẽ cho cái phần cột này nó được vào chính giữa nhà, chính giữa cái phần giật cấp ở phía ngoài. Tiếp đến thì tôi vẽ một cái đa giác này. Ta nhập đây là 20. Nó sẽ có 20 cạnh. Bán kính của nó sẽ là 1.500. Bây giờ thì tôi vẽ thêm cái nữa. Nhưng mà số cạnh của nó chỉ là 6 thôi. Bán kính của nó là 700. Sau khi được hai cái hình đa giác như này rồi thì tôi stretch lên, chiều cao phía bên trong là 3.800, phía bên ngoài thì tôi để là 400. Cơ bản thì ta được cái khối như này. Bây giờ thì tôi sẽ tạo ra các cái hộc để vật dụng ở trong này. Offset vào là 50, sau đó thì stretch vào là 250. Tất cả các cái mặt còn lại thì tương tự tôi cũng làm như vậy. Bây giờ sau khi xong rồi, tôi sẽ chuyển qua làm cái khối ở phía bên trên. Trước tiên thì tôi thêm cái nét định vị đã, xuống là 400, 500, tiếp tục 500 cho đến hết. Sau đó thì các bạn chọn vectang.
bắt vào các cái điểm mà ta vừa định vị ra. Tôi clear các cái đường này đi. Rồi ta offset vào là 100. Trăm có vẻ hơi to. Tôi offset vào là 80 thôi. Rồi tôi stretch vào trong là 150. Cái phần này đang bị lỗi, tôi sửa lại. Tương tự các cái mặt khác của phần cột ta cũng làm như vậy. Như vậy thì tôi đã xong cái phần cột kèm với cả giá sách ở chính giữa. Bây giờ tôi sẽ group các cái phần của cột lại. Tí nữa thì khi chúng ta đổ vật liệu nó sẽ đơn giản hơn. Ok, sau đó thì ta return. Ấn cái phần frame model vào đi. Bây giờ thì tôi sẽ chuyển qua làm các cái hệ giá sách ở màn tường này, rồi tiếp theo là các cái màn tường hai bên. Trước tiên thì tôi sẽ làm các cái giá sát đất trước. Để làm được các cái giá như vậy thì các bạn vào phần Custom chọn Cabinet. Đây các bạn kéo cái phần này vào. Ta để nó cách sàn là 400. Chiều cao của nó là 400. Chiều dài là 2400. Độ dày của nó sẽ là 600. Ta bỏ cái phần thanh ở phía dưới đi. Được rồi thì chúng ta sẽ copy sang bên cạnh. Các bạn giữ tổ phím là Ctrl V. Cái phần giữa này sẽ là 3,6 m. Tiếp tục Ctrl V.
để cái hộp này giống bên kia là 24. Sau đó thì tôi sẽ thêm các cái đợt để tạo ra các cái hộp để đồ. Các bạn chọn cái hộp ta vừa dựng ra, cái hộp ta vừa dựng ra gần chuột phải, hoặc dùng phím tắt là phím G. Tiếp đến các bạn chọn các cái dạng tầng như này, rồi kéo thả vào. Sau đó thì chuột phải, chọn cái số tấm thì ta sẽ để là 3, tự động nó sẽ chia đều cho chúng ta. Tương tự bên này ta cũng làm vậy. Cái phần ở giữa thì tôi để số lượng của nó sẽ là 4. Các bạn thì ta xong được cái phần để đồ, hệ để đồ ở phía bên dưới. Hệ bên trên thì tôi cũng kéo cái thang này vào. Sau đó để khách sạn là 800. Chiều cao của nó là 2550. Chiều rộng là 2m4. Tôi cũng bỏ cái phần bên dưới đi. Tiếp đến tôi cũng thêm các cái đợt vào cho nó. Chuột phải ta để số lượng 5. Sau đó thì xóa ba cái phía bên dưới mới đi. Bây giờ thì ta sẽ tiếp tục thêm các cái tấm chắn theo phương dọc vào. Phải để đây là 2 này. Tương tự ở dưới bên này ta cũng để 3 tấm ngang. Tôi sẽ điều chỉnh cái kích thước của hai cái tấm dọc này xuống. Để chiều cao của nó sẽ là 1266. Bên này cũng vậy, để là 1266. Bây giờ thì tôi cũng tạo cái phần vát như này. Cũng vào phần G. Sau đó thì điều chỉnh các cái kích thước của nó là 388 và 401. Rồi điều chỉnh lại vị trí. Tiếp tục bấm phím tắt G tiếp, kéo thả vào
chiều cao tương tự, chiều dài tương tự. Bây giờ thì tôi kiểm tra lại, ta dựng đúng với cả cái phần mẫu đi. Ta kéo các cái tấm ra trước, sau đó thì điều chỉnh số lượng vị trí của nó sau. Ta để cái này lên là 2, phần trên là 3, phần này là 39, thứ tự cái này cũng vậy. Thêm cái thành ngang này nữa. Vậy là ta đã được cái khối tủ ở phía bên này. Bây giờ thì ta chặn cả khối, sau đó bấm phím là Ctrl V, sau đó thì để cái kích thước này về 0. Như vậy thì ta đã được cái phần tủ ở phía tường cửa sổ. Bây giờ thì tôi sẽ chuyển qua làm tủ ở phần hai bên. Để tạo cái khối tủ ở hai cái phần hai bên, tương tự ta cũng vào phần cabin, ta kéo cái phần tủ này vào, sau đó thì điều chỉnh kích thước của nó là 800, cao là 1240. Các bạn copy các cái khối này ra. Được rồi, thì ta thêm các cái tấm để tạo ra các cái hốc để đổ. Ta chọn số lượng nó là 3 đi. Bây giờ thì các bạn chọn cả ba cái khối tủ này, giữ tổ phím là Ctrl G rồi Ctrl V có các cái khối đấy ra. Tương tự đối với cái mặt phía bên này, ta cũng làm như vậy. Ctrl V ra. Không. Sau đó thì ta cũng thêm các cái tấm để tạo cái hộc để đổ.
ta giữ cà chôn ba cái, chọn được ba khối trục rồi gộp lại. Sau đó thì về lệnh Z này, cà chôn về ra, tiếp tục cà chôn về. Các bạn thì ta được hai bên giống nhau như vậy. Bây giờ thì tôi sẽ tạo ra các cái phần mái vòm như này để tạo được cái khoang vòm như vậy. Trước tiên thì chúng ta vào phần này, sau đó thì kéo vào. Ta điều chỉnh kích thước của cái này là 7-80 và 1m1. Để cách sàn là 98. Cái tường này là 800. Sau đó thì các bạn vào phím tắt là phím B. Sau đó thì chuột phải. Chọn vào mục Point Editing này. Tiếp đến thì các bạn vẽ một cái đường line để bao phía bên trong. Tôi điều chỉnh lại các cái kích thước của cái phần bo phía trong cách đều là 25. Sau đó thì tôi sẽ bao tròn các cái góc, kích thước của nó sẽ là 350, tăng cái kích thước bên dưới lên là tăng cái bên dưới lên là 20 để nó mượt hơn. Phía bên ngoài thì tôi bo là 375. Sau khi xong rồi thì các bạn xếp lại return. Ta đo kích thước so với cái tấm ở phía sau, đo vị trí so với tấm sau rồi điều chỉnh về không. Ta để độ dày của cái phần vòm này lên là 400. Tiếp đến thì các bạn cắt chân về ra. Sau đó thì các bạn lại vào phím tắt là phím B thì điều chỉnh cái vòm này nó khác một chút. Ở đây thì tôi sẽ tạo độ vác cho nó ở cả bốn cạnh và bốn góc.
Được rồi thì tôi lại copy các cái khoang này ra. Đối với cái phần phía bên này ta cũng làm như vậy. Tôi thấy các cái phần tủ này nó đang bị thừa thì ta tiến hành xóa bớt, chỉnh sửa, chỉnh sửa lại. Ta bày lệnh Z sau đó điều chỉnh lại vị trí của nó. Tương tự ở phía bên đẩy tạo để tạo xóa bớt thì như vậy. Ngoài ra các cái phần tủ này thì tôi sẽ bổ sung thêm các cái phần cánh. Để thêm cánh thì các bạn vào lệnh tắt là lệnh B. Sau đó chọn các tấm lần lượt theo thứ tự là trên, dưới, trái, phải. Sau đó chốt phải. Tương tự các cái khối tổ còn lại ta cũng làm tiến hành như vậy. Sau khi xong rồi thì ta còn thiếu các cái phần tay nắm, tôi chuột phải, chọn hand này, chọn extrude này. Cơ bản thì chúng ta đã xong cái phần dựng hình của phòng học. Bây giờ thì ta đến bước tiếp theo là làm vật liệu cho cái phòng học này. Trước tiên thì ta đổi vật liệu của các cái cabin của tủ phía sau trước. Chuột phải, chọn material, chọn cabinet material. Tôi sẽ để các cái cabin này dạng là acrylic màu trắng này. Đối với các cái phần cánh thì tôi sẽ để các cái vật liệu là màu xanh đỏ tím vàng khác nhau.
Tại vì đây là phòng học của trẻ con nên là màu sắc nó nên sặc sỡ một chút. Sau khi chọn được một số cái màu cơ bản rồi thì ta sẽ tiến hành copy vật liệu ra. Các cái phần khoang dạng vòm như này nó cũng đổi vật liệu cho nó. Đến các cái phần hệ giá sách ở cửa sổ. Trước tiên tôi đổi các cái hệ giá ở phía bên dưới, ta cũng để là acrylic màu trắng. Sau đó thì ta sang lệnh B chuột phải, copy cái vật liệu lên các cái tấm hậu ở phía bên trên thôi. Cơ bản thì ta xong được vật liệu của các cái tủ giá sách. Bây giờ thì return lại. Tôi sẽ import thêm một số cái dạng trang trí của phần chân cho nó sinh động hơn. Đây ta đã vẽ trước một cái file kết rồi. Tôi để độ dày của các cái phần trang trí này lên là 50 để nó tạo cái phần nhô lên so với cả cái phần trần ở phía bên ngoài. Các bạn, là phần cloud tôi để nhà này sẽ có 3 tông màu, là màu đỏ xanh vàng, là 3 màu cơ bản.
Tiếp đấy là các cái phần màu đỏ. Cái dạng mái này tôi để màu đỏ đi. Các cái thanh chắn, các cái nẹp chắn này thì tôi để là màu trắng. Bây giờ thì ta vào sơ linh này, chọn vào các cái phần trang trí chuột phải, chọn ô thì nó sẽ phun toàn bộ các cái vật liệu cho phần trang trí của chúng ta. Ta còn phải tiến hành đổi vật liệu cho sàn và các cái phần ốp tường này nữa. Bây giờ thì tôi sẽ hiện cái phần free model lên, đã đổi vật liệu cho cái phần cột này. Bây giờ thì tôi sẽ giữ control rồi kéo vật liệu vào, tại vì tôi đã group cái phần free model vào từ trước rồi. Phần ở giữa thì tôi để phần gỗ đi. Phần bên dưới này, trong các cái hộc thì tôi sẽ để vật liệu của nó là màu trắng. Tương tự các cái hộc còn lại thì ta cũng đổ sang màu trắng như vậy. Bây giờ thì tôi sẽ tiến hành thêm các cái đồ decor cho phòng học. Các bạn vào phần thư viện chọn decor. Ở đây thì nó có một cái phần thư viện riêng là các cái đồ của trẻ nhỏ.
Bây giờ thì chúng ta chỉ việc kéo thả các cái đồ chơi trẻ con cũng như các cái sách vở dụng cụ. Sau khi được các cái đồ decor của cái phần tổ bên này thì các bạn giữ control, chọn tất cả cái đồ này rồi ta group lại, copy sang phía bên kia thôi. Các bạn giữ phím Ctrl G để group lại. Sau đó thì các bạn copy sang tổ phía bên này, giữ phím Shift này. Tôi thay cái con thú như bông ở phía giữa đi cho nó khác một chút. Các bạn bấm phím tắt là phím C để nó ta điều chỉnh cái kích thước của tôi điều chỉnh lại vị trí của nó. Tương tự các cái khối tủ còn lại ta cũng thêm các cái đồ decor như vậy. Như vậy là chúng ta đã thêm xong các cái đồ decor cho phòng học này. Bây giờ thì tôi sẽ tiến hành đặt ánh sáng, đặt cam rồi render. Trước tiên thì ta chọn chế độ render bình thường. Để đặt ánh sáng thì các bạn vào phần custom này. Tôi chọn đèn là đèn 02. Vì cái phần này để đèn 01 nó sẽ hợp lý hơn. Chiều cao của các cái đèn này tôi sẽ để là 3m3. Cường độ để là 20. Các cái đèn này thì tôi để sát so với cả các cái hệ giá. Sau đó thì các bạn giữ shift để copy các cái đèn này ra.
Ngoài ra thì ta phải bổ sung thêm các cái tấm layout để bổ sung thêm ánh sáng. Chiều cao của nó để là 3m4, cường độ để là 50. Tôi kéo tăng kích thước của nó lên một chút. Sau đây giữ shift để copy thêm một tấm nữa vào phía trong. Tôi còn thêm một cái ánh sáng phía bên ngoài là ánh sáng mặt trời. Đổi lại cái view khác. Sau đó thì các bạn chọn chế độ là Ultra, chế độ là 4K đi. Sau đó thì bấm Render. Một việc render ở chế độ bình thường như này thì các bạn có thể render ở dạng là panorama 720 độ. Để render theo chế độ panorama thì các bạn phải để cam vào 9.5 phòng. Ta quay thử để kiểm tra xem render nó góc như nào. Rồi các bạn chọn chế độ là 6K rồi bấm Red. Để thêm một cái cam ở phía ngoài này. Bây giờ thì chúng ta sẽ chờ xem kết quả. Vậy là sau một khoảng thời gian thì chúng ta đã tiến hành render xong. Ở đây chúng ta có 3 view ở dạng render bình thường. Đây là view thứ nhất. Đây là view thứ hai. Đây là cái view cuối cùng. Ngoài việc render ở chế độ bình thường, tôi có render thêm 2 view là ở dạng panorama 720 độ. Bây giờ thì tôi sẽ mở lên để cho các bạn quan sát. Đây là view panorama đầu tiên này. Ta còn một view nữa.
Cơ bản thì chúng ta đã hoàn thành xong. Video của tôi đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.